Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại em đang ở công viên Gia Định và của đường Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp. Hiện tại ở đây đang tổ chức sẽ có chợ hoa xuân kéo dài cho đến ngày 28 cho đến 30 Tết. Hiện tại ở đây thì em đang đi vào 25 Tết. Hiện tại thì các nhà vườn như là Thảo Điền và Mai Anh Hoàng đang trang trí và tổ chức bán hoa mai cũng như là hoa màu gà, hoa vạn thọ, rất là nhiều hoa để trang trưng ngày Tết để phục vụ cho quý bà con cô bác vào dịp Tết. Theo em, mọi người cùng theo chân em để tham quan. Hiện tại thì hoa màu gà và vạn thọ cũng như hoa mai rất là nhiều quý vị. Ở đây cái chậu hoa mai mà nhỏ xíu luôn, mini để bàn thì lại có giá từ 100 ngàn đồng lạt ha, mỗi chậu như vậy. Còn cây ớt thì giá của nó là từ 50 ngàn trở lên. Còn những chậu này hiện tại đang là từ bông vạn thọ hiện tại đang là 80 cho đến 90 ngàn một chậu bông vạn thọ và màu gà. Hiện tại thì do là thiết bị em chưa được tốt cho nên nó hơi lắc, mong quý cô bác anh chị cũng thông cảm bỏ qua cho em. Em sẽ cố gắng mua thiết bị tốt nhất để phục vụ những cái cảnh quay rất thật là rõ nét và đẹp hơn để phục vụ quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị. Thì hiện tại bên đây là một bên của công viên Gia Định thôi quý vị, còn bên kia cũng rất là nhiều. Bên kia cũng một từ đầu cho đến cuối đường của công viên Gia Định cũng một loạt người ta cũng trang trí, còn rất là nhiều nhà vườn ở bên bển nữa cũng trang trí sắp đặt y sắp xếp y chang như vậy để buôn bán phục vụ. Cũng đang có rất là nhiều người dân đang hỏi để mua những cái chậu tắc cũng như là chậu mai.
Hãy